Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi cô gái tên MN, người từng gây xôn xao vì bị đánh ghen trên phố Lý Nam Đế Hà Nội, xuất hiện tại chung kết của một cuộc thi nhan sắc. Cô gái này xuất hiện với diện mạo được đầu tư chỉnh chu từ váy dạ hội lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng, đi thảm đỏ, không khác gì người nổi tiếng trong showbiz. Theo bài đăng của MN, trên trang cá nhân, cô được tham dự sự kiện này với tư cách khách mời. Với động thái này của MN, cộng đồng mạng cho rằng cô đang có ý định tiến vào showbiz sau vụ ồn ào đánh ghen. Trước đó, vào tháng 9, 2020, đoạn clip đánh ghen ở phố Lý Nam Đế đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. MN chính là cô gái mặc váy đen đi xe Lexus LX570 cùng một người đàn ông và bị vợ người này chặn đánh ngay giữa đường. Sau khi vụ việc xảy ra, MN không có bất cứ động thái nào trước sự tấn công dồn dập của cộng đồng mạng. Mãi đến mới đây, khi xuất hiện trở lại, thì hình ảnh giữa sự kiện của cô lại gây xôn xao.